cứng quá. Do giặt nhiều, sợi vải bị sơ cứng. Đã có comfort, hòa comfort vào nước xả cuối và ngâm áo quần trong giây lát. Comfort sẽ làm mượt sợi vải. Với comfort, mọi thứ đều trở nên mềm mại và dễ chịu hơn. Mềm mại hơn và dịu êm là comfort.